Ở đây thì theo quan sát của tôi thì có cả các em nhỏ với là các cụ già, chúng ta nên mặc áo phao và đảm bảo. Du lịch cũng cảm thấy rất thoải mái các bạn, chúng ta có thể là giao lưu với nhau được, như là các bác các anh chị yên tâm thì chúng ta đi tham quan với những cái chiếc thuyền như thế này. Ai mà béo mà thấp hơn mà khuôn vào có gì à? Rất là vui mừng được đồng hành cùng các bác anh chị, các bạn có một chuyến tham quan với đội viên du lịch chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu từ về phía của sân chính cái và nhìn hát ra mặt nước tuyệt vời. Tuy nhiên là trong du lịch sinh thái của chúng ta có rất nhiều các cái điểm du lịch hấp dẫn. Có thể các bác hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái chuyến gọi là du lịch bằng đường thủy. Tuy nhiên thì du lịch sinh thái Nam Hàng có rất nhiều những cái điểm, ví dụ như là chúng ta đi du lịch bằng đường bộ, đi các cái đây là Nam Hàng chúng ta mấy năm rồi. Đây, hẳn ở dưới đây nó mới gì ạ? Ăn bút cơm rồi. Chả đến đi nào cả. Có gì ở buồn lắm đấy. Cái này nó mùi rất xa đấy. Đấy. À đúng lúc. Nghe đến nè, nó đến nè. Ui, xem nhiều này. Đấy, kiểu thu. Hai bên. Nó mặt chưa đến tối. Để 2 ngày rồi không rửa, lên không rửa. Đấy, phải bảo để nó ngày, 5 ngày, nó còn đâu biết. Ôi, đến cầu vải. Chú kiểu nào? Tùng. Còn ai đấy? Được anh xem.
Cậu qua đây rồi. Đẹp lắm nó, đẹp đẹp cực luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.